đẹp như mới tinh luôn. Hàng mạng, hàng đấu giá, zin đét đẹp đẹp anh em nhá. Đẹp như mới tinh luôn, xin nhấn mạnh anh em điều đó. Và mắt đọc cực tốt luôn, bao mắt đọc cực tốt, xin nhấn mạnh anh em điều đó nữa nha. Giá 5 triệu đồng cho anh em thôi. Con đầu này mà ngày xưa thì giá cao vô cùng đấy các bác nha. Một dòng đầu cao cấp của Đề Nâu, nặng 7kg, chiều ngang là 43,4, chiều cao là 13,4, chiều sâu là 34, 16W, nặng 7 cân. Đấy. Một con đầu đọc tốt hay không anh em chỉ cần nick bài, nó không nhận được là mắt kém nhá. Đấy, xoay phát là ăn tín hiệu ngay. Đấy là cách thử đầu đấy các bác nha. Cửa hàng đã test như thế này rồi nên là anh em không phải hỏi là con đầu mắt đọc có tốt không anh em nhá. Hỏi câu đấy thì hơi thừa, xin nói lại cho anh em câu đấy cho nhanh. Đấy, nó nhận bài 12 bài. Ấn play.